Xin chào các bạn khán thính giả của Blog Radio Những Người Bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Blog Radio Những Người Bạn được phát vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật hàng tuần. Hãy cùng Blog Radio Những Người Bạn tận hưởng những âm vị của cuộc sống, những câu chuyện có thật cùng những giai điệu hài hòa từ trái tim các bạn nhé. Các bạn khán thính giả của Blog Radio Những Người Bạn ơi, có khi nào các bạn thắc mắc về sự tích của Hoa Bồ Công Anh không nhỉ? Chuyên mục hôm nay Blog Radio Những Người Bạn xin gửi đến các bạn khán thính giả đó là sự tích Hoa Bồ Công Anh. Các bạn cùng lắng nghe nhé! Sự tích Hoa Bồ Công Anh. Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực rỡ, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây răng sư tử. Răng sư tử nằm đủng đỉnh trên đồng cỏ dại. Trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đóa hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai gốc của răng sư tử ôm vòng lấy những đóa hoa che chở và đầy khao khát. Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng ống. Những chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng sư tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm khen ngợi vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông bồ công anh với chiếc áo choàng trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên. Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quê cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, gió lạnh lùng và gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ. Bồ công anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu gió trong sáng và trọn vẹn. Nhưng gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của ngao du và mạo hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ công anh cố níu giữ, cố nắm bắt gió bằng thân hình mảnh mà dẻ của mình. Nàng vươn mình ra nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng. Răng sư tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng sư tử tuyệt vọng giờ những cánh tay xanh biếc ra và giữ chặt lại bồ công anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong gió. Những cánh hoa bồ công anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhụy hoa để bay cùng vợ chiều với gió mất rồi. Và ngày này, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng răng sư tử thì thầm cùng với chàng gió từ miền xa xôi thổi đến. Hỏi những cánh bồ công anh đã được gió mang tới nơi đâu? Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào? Gió im lặng, gió không thể mang bồ công anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con
và đặt tên chúng là răng sư tử. Cây có hoa nhưng không giữ được hoa, hoa chỉ luôn vươn mình theo gió, gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn gió qua rồi, hoa mới biết cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây.